đi về chú mớ, bác chú cũ về, dắt về chú mớ. Đi đi đi. Đây đây. Dạ. Mỹ lên xe nó theo nó lên được ạ. Rồi, lên xe xong rồi đó các bạn. Đó. Buổi như thế này về Hội An. Rồi tiếp tục cuộc hành trình nào. Hành trình vận chuyển bộ mẹ con siêu đẹp về Hội An Bình Định. Vâng, xin mến chào các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đến với kênh Tùng TV. Thì lời đầu tiên mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Thì chia sẻ với các bạn, ngày hôm qua mình mua được một bộ mẹ con đây các bạn. Thì bây giờ vẫn còn ở chỗ nhà của chú. Thì đêm hôm thật sự là có rất là nhiều người gọi mua, nhưng mà chia sẻ với các bạn là cứ người nào gọi trước thì chốt trước vậy thôi. Mặc dù là các bạn ở gần mình hơn nhưng mà gọi muộn hơn thì mình vẫn phải bán cho người gọi trước. Đó là cái cách mua bán của mình, cứ người nào gọi trước là chốt trước như vậy. Nên là các bạn, những người gọi sale cũng đừng buồn vì sao nói bò cứ úp lên là gọi miết mà mua chẳng được con nào. Thì mình bán bò thật đó các bạn, đó thì vẫn còn ở nhà của chú đây. Sáng hôm nay thì mình vận chuyến về tới Hội An Bình Định. Thật sự quãng đường rất là xa, nó rơi vào tầm gần 200 km đó các bạn. Nhưng mà người ta gọi trước, người ta theo dõi kênh, đăng ký kênh của mình, theo dõi kênh khi mà có video mới là người ta gọi xem trước và thấy con bò nó họ thích là họ chốt liền đó. Nên là mình chốt cho những người nào đầu tiên đó. Thì sáng hôm nay mình vận chuyển bộ mẹ con này đó, bán với giá công khai là 31 triệu. Mình mua tại nhà chú đó là 30 triệu, bán 31 triệu vận chuyển về tới Hội An đó. Thì người ta phụ thêm tiền xe đó, nên là sáng hôm nay mình làm cái video này chia sẻ cái cách mua bán của mình. Trước hết là cái cách mua bán của mình, thứ hai là chia sẻ hành trình vận chuyến về Hội An Bình Định cái bộ mẹ con này nó như thế nào. Thì các bạn cùng theo dõi hết video để biết nội dung video của mình, đồng thời đăng ký kênh của mình để nhận được những video sớm nhất từ mình, và chia sẻ những video của mình cho người thân bạn bè ai quan tâm đến bò bê để biết được, để biết mình nhiều hơn khi mà muốn mua bò hoặc bán bò hoặc là như thế nào đó. Thì gọi điện trực tiếp số điện thoại hiển thị trên góc phải màn hình đó, rồi đến xem bò thực tế. Rồi đó, thì nội dung video của mình là như thế, các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Bắt đầu nào. Thì mới sáng tinh mơ, bò thì nhà chú cũng chưa cho ăn gì hết đây, còn đói meo meo như thế này. Nhưng mà cũng bây giờ mình cũng tranh thủ vận chuyến đi sớm để về sớm vì quãng đường nó xa quá. Đói đói thì xuống chủ nhà cũng cho ăn thêm, chứ giờ chẳng biết làm sao. Bò mình mua rồi nhưng mà mới sáng thì cũng chẳng có ăn gì. Chú nói chú ông cục gần gần ngoài đông rôm này, tối nó ra nó ăn xíu cho nó đỡ đói, rồi mình chơi sớm. Thì ông cục ở ngoài này ông cho ăn cái cơ vó cái bếp, với lại nó đói thì nó lại nó rút rôm ăn đó. Thì sáng nay bây giờ mình lên bò lên xe và vận chuyến đó. Đi về chú mớ, bác chú cũ về, dắt về chú mớ. Đi đi đi. Đây đây. Dạ. Mỹ lên xe nó theo nó lên được ạ. Rồi, lên xe xong rồi đó các bạn. Đó. Bộ như thế này về Hội An. Rồi tiếp tục cuộc hành trình nào. Rồi các bạn, sáng nay có đi có đệ tử quốc mình nữa đây. Đó. Thì anh em đi cho vui, với lại về dưới quê đó các bạn, cũng có mấy người bán bò nữa, xuống là được anh em mua chắc rồi chạy lên. Hoặc là mua đế dưới đó. Rồi thử em tới xem nào đẹp trai không? Cũng được. Đồ mày.
Được á, đâu lên đường. Rồi các bạn, hiện tại thì anh em mình đi tới hồ Tà Cư rồi đó. Thì từ đây cách Gò Loi khoảng tầm 10 km nữa, nhưng mà nhà anh thì chưa tới Gò Loi. Gò Loi bấy coi, coi đủ số rồi. Thì qua khỏi cái đoạn nhà Đông Đông này thì anh đang đứng đường đón đó. Nói chung thì chạy từ trên đó xuống đây chắc 3 tiếng rồi à, tầm 3 tiếng 3 ăn rưỡi. Rồi các bạn, gặp được anh rồi đây. Đó, đang dẫn vào nhà. Đúng khung cảnh làng quê luôn các bạn. Đó, đồng ruộng mênh mông bát ngát. Vào trong cái vùng này người ta trồng dừa quá trời luôn. Mới đi tới Hội An mà tưởng tam quan rồi chứ. Dừa không. Dừa xiêm. À, dừa xiêm. Chỗ này anh cũng có bán mấy con nghĩa đực, coi thử được rồi mua chở ngược lên. Rau đuổi bò. Rồi, đã tới nhà. Chào anh. Hoài nó như trong người nó có gì đâu. Ồ vô một cái giờ nó chưa hay nó mập dữ vậy. À. Trời ơi. Sáng tranh thủ chạy sớm, bò chưa ăn gì hết, với lại con mẹ này nó vừa trên nó thiếu ăn, nó không có thiếu ăn hết. Chỗ này em. Nghe con đẹp ghê ạ. Con đó. Con người làm giống. Con còn cái. Bước vô em nha nào quá. Thằng này sợ bò, đệ tử mình là sợ bò vô địch. Mẹ nó mèo khói đèn nhưng mà nó đi con nghi ăn của nó ấy. Cũng không có khói đèn, đỏ mặt một mèo này. Đẹp à, mà nó mát sữa, nó mang bộ sữa, nó không có thứ gì mà nó tiết sữa, mát sữa, nghi khéo. Ừ gì rồi anh, có thứ gì, có rái đồ cho nó ăn mà nó lên liền này. Nghe đàn bú mà nó không có thứ ăn hết. Đói ốm. Gửi ra luôn em, gửi ra. Rồi bước xuống đây, em giờ dứt lại. Đi xuống em. Xuống. Mẹ không tàn to lắm á, chứ không có nhỏ đâu. Nhưng mà đều một cái là nó hơi ốm cho. Vừa vừa đói. Để đói 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 từ sáng giờ chưa có thứ gì ăn hết, em vô em chớ em đi liền đói meo rồi. Quá đêm hôm nói ông chết cột hoài cho chiếc xác ở trong rôm ấy, nó có ăn miếng gì là ăn chứ ông mua 5-6 triệu tiền rôm gì ông đâu dám cho ăn đâu. Ủa sao bây con dạng lắm, cũng có cục dời mà sáng tràn một dời của nó dắt lên xe với mẹ nó không nó chạy. Ủa rồi nó ăn thâu chứ không khỏi suy nghĩ, con nó thì ăn nó cũng nói có ăn thâu chứ không khỏi suy nghĩ vậy rồi. Má đi con thứ hai vậy mới nghe con ấy, con thứ hai á bò gần nhà nó là em biết. À, bò gần nhà nó là em biết tông tích con bò nó là em mua. Thì nói bò nuôi thì nó phải câu thiệt, con đó thì tính thiệt thì muốn được mua thiệt thì đâu dạ muốn được, nhưng mà nó phải câu thiệt. À, bò nó nên bò. Hả? Vô bật nước thôi. Chưa. Chị đây cũng còn tôm ăn mà, chị đây chị kia chắc cũng ngang nhau đâu á. Hôm nay chắc đi mấy con mà cho mấy. Ba con ấy. Ba con nhìn à, nhìn nó tơ nghĩ trí bò. Ừ. Được coi. Con kia mập bự lắm á, giống hay nhỏ nào nó phải. Cái khung nó phải to hơn con đây. Rồi, giao bò về tới nhà rồi đây các bạn. Đó. Xuống bò an toàn. Thì tại sao con lại giết hoài, anh nuôi còn mấy con người kia nữa anh? Cặp bê đó kêu coi cặp bê thử rồi, cái bê đó bét. À. Con giết nó vô phía trong kia để anh hết lùm mít cái tạo cá. Thứ gì nó không ăn đâu á, giết cục hay không nó ăn liền á. Nó quơ là miếng đá trọng lát liền, giờ nó đói mà miệng nó to, nó đói nữa, nó ăn gì nó không ăn đó. Rồi đây về mà có cho ăn lên liền. Quơ vào đêm hôm giờ là nó gọi cháy mấy giờ rồi. Dạ. Chị xó hết chứ bò cột mà không xó, sao níu nó lại. Không, bò đó thì nói chung là nó to bò nữa là phải xó mũi hết á. Chuồng ống là nem xéo con thì cũng xó hết vậy á.
Bò thả đồng cỏ thì nó khác, còn bò nuôi nuôi của Gia Lai chứ mà tùy vùng chứ. Người ta có rong rộng thì người ta thả đồng cỏ, còn không rong rộng thì người ta nhốt chuồng, người ta phải xóa mũi để cột chứ. Cậu Phái còn nghĩ không? Nhìn con mẹ muốn mua, nhìn nghe muốn mua mẹ liền mà. Man á. Dạ. Man mà nó lì mới 2 tháng mà mẹ nó mắc sữa nó ú. Sinh nó cục mình nhá, sinh nó lùng nó cục mình nhá. Dạng man là chân trụ to nó dài mình hơn nhá. Rồi các bạn, thì nhà anh nuôi con bò cái chứa cột ngoài kia với hai con nghi ba bê này, anh tính bán thôi, với lại con anh Wood kia. Đó. Quay quýnh quay kia lại quýnh quay cái mông ra anh coi thử quá. Vừa qua nói kẹp đây nhiêu? 40 em. Nó bị máu chết ngừa, chết thuốc ngừa ấy, thôn nó chết ngừa ấy, nó bị sưng. FC. Nó chẹp chứ không có gì. FC. Chết ngừa nó trồng. Rồi, đi, ra. Được lên xe. Đấy. Bán một con đen một con đó là quất lại một con hai con đen liền. Đi đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi. Dạ dạ. Làm mẹ mắc hồn. Lên xe đi. Đi, lên. Đi. Đúng rồi. Đi, vươn lên. Lên. Đi. Rồi các bạn, một em lên xe, một em nữa tuột ra chạy mất rồi. Đó, chị xíu các bạn thì mua được hai em này. Đó, thì bê này là một con 8 tháng, một con 7 tháng rồi đây các bạn. Đó, ba bê phối. Chân trụ to, siêu đẹp. Đó, xuống đuổi bộ mẹ con, bắt lại cặp bê này. Màu lên đi. Lên em quay phim chị Tấu này coi. Qua kia của em. Qua quần dưới lại. Nó có bò anh chi đâu nó lên này. Đi, lên. Đi, nhảy lên. Đi. Nghĩ kia nó lôi lên rồi nó không lên. Mấy cái chân rút lên. Dạng ở chứ đâu nhát đâu chứ mà được một cái thói xì chứ. Xịt nước rồi tính đúng kỳ đồ đơn thường bình thường. Không thói gì luôn á. Ờ đen thui luôn à. Rồi, đếm bứng. Rồi chắc cũng chào anh chị luôn. À, em một tranh thủ đi còn coi bò nhiều chỗ nữa rồi tranh thủ lên chứ không tối nó xa quá, gần gần anh em rồi giao lưu nói chuyện rồi chút mà xa quá thôi. À, chào anh chị ạ. À. Nhìn thấy thương không? Con mẹ đây là nó là dòng nó là nó ham con, mình là mình cầm điện thoại mình quay nó không biết cái gì cứ lại quằn quằn con nó là nó không chịu, đứng rờ rẫm rồi được mà cầm điện thoại cứ dưa dưa rút mặt nó là nó không chịu vậy rồi. Ê, để rồi chút gì vậy? Nó không chịu. Cứ chẹp con nó, nghĩ con này hiền mà mẹ thấy rồi rồi con nó là cứ nó không chịu, nó cũng quần quần. Mới đầu em mua một bộ mẹ đen con đó, chơi kiếp đó đen giờ xuống xuống bắt lại hai con đen nữa. Đâu, về chú mới ăn uống cho ngon. Đi chúa rồi nhiều cứ nem con vậy có bán liên tục. Chút nữa ông kiếm đồ cho anh giờ anh tạm tạm vậy đi. Rồi đó các bạn thì
bán kiếp đỏ đen đó, rồi mua lại kẹp đen thui rồi giờ về bán tại Nhân Thọ đó, cho ông chú ra. Ông chú ra mua của mình thì tính ra thì cũng mấy con rồi, 4 con 5 con rồi. Ê. Đó đó, thì hai con như thế này. Xuống em bước xuống trước, dắt nó đi quá. Đi xuống nó theo đi. Ui sổ bay, ném từ từ lại, đừng làm mắc khô. Đây đó, ném lại, ném chậm lại. Chưa bò vô. Chút nữa mình cột cặp nghĩ xong rồi qua mình quay cái trang trại bò ba bê của ông anh ơi. Hôm trước ông cũng mua mình mấy con rồi. Đi đó, vào tới đây rồi thì các bạn biết cái nhà này mình gỡ. Đi vô. Ui, anh nghĩ được bữa nay vậy. Nhìn ổng ra luôn mà. À, mấy hôm mà mấy con kia 20 triệu. Con nào? Liền này. Điên này 20 quen. Giờ vô chỗ nào nó select. Hôm nay cũng tụ đi luôn. 20 bớt 10 ngàn. 20 bớt 10 ngàn. Xin 2 ngàn này. Chứ lẽ cái con ba bê trong đây nhìn cái u nó cũng có u chứ đâu phải nó đưa đâu chú Ngọc. Con đi vào tháng à. Con đó thì phối rẹt luôn, cuốn đuôi nhỏ nhưng mà đúng ra là con hai con ba bê chắc thì nó không độc thiệt, nhưng mà so với giá thị trường hiện nay thì chưa có đâu nữa, mà nếu mà độc nữa thì nó tiền nữa chứ. Sụp ngắn dây ra lại anh em. Chồng gờ cũng nuôi bò con nào cũng nói. Ôi. Con ơi đĩa nào rồi? Dạ. Đúng 1 tháng anh. Cầu rồi. Hầu hầu tơ mua 30 mấy triệu gì mà 30 mấy triệu mà. Mò quá anh Tấn đưa qua chú anh. Ôi vô. Đi nghĩ được nữa mới phái chứ đâu phải đơn giản đâu. Thôi thả bà nhỉ. Không được. Thả. Khó lắm. Thôi kẹp nó lại. Được, cái nóng chưa. Nóng chưa. Rồi nhảy trực tiếp. Nó đạt hơn. Ui trời. Rồi đó các bạn, thì cứ lâu lâu xuống quay 2 bộ bò cho các bạn xem. Thì bộ mẹ con nghe cái thì chú không bán nghe cái mất rồi. Đó. Bộ mẹ con nghe cái thì bán rồi, còn bộ mẹ con nghe đực rồi. Mẹ đây nghe đực rồi. Hôm trước là 31 năm hả? Đó, 31 năm, nay nghe đực tầm đây rồi. Mẹ chú lại chưa chú thì? Chú lại đâu? Đó. Nghe đực nhanh lớn mà nên nó đó. Còn đây là nuôi lại nó không có khác gì bà bê, giá trị nó không thua bà bê. Giảm kiểu sao đây à? Giảm kiểu sao đây? Manh thuần luôn á chú. Đây. Bỏ đầu manh thuần luôn á. Dày hơn chú. Ôi trời. Này tướng anh. Đấy mình thấy đầu manh không? Đấy đúng manh. Ừ. Đầu manh nó ra cái đầu con này nó giống mà. Dài bò. Dài. Còn mới dắt 2-3 bữa. Bánh xèo này. Xeo trước hả? Mấy mừng. Ui. Còn đây giờ đến nuôi hay bán chú? Có bán nữa không? Con đực này. Nè. Bán nhiều vậy? Bán nhiều. Hả? Con này giờ được nhiêu? Bắt được nhiêu?
bán nhiều coi thử được bách hay chứ. 20 bách trà nữa vậy. Mua nhanh vậy á. Cái to 20. Dạ thì 20 bách trà vậy. Rồi nên nuôi trà. Mấy tháng nữa kiếm bậy mấy chục triệu á. À. Chút rồi giờ này. Giờ này hay. Cột đầu lại cho con nó hang ơ đầu luôn. Cột đầu mà sao nó xúc vô vậy. Rồi thì vừa rồi là toàn bộ nội dung video mình chia sẻ, vì là video này mình quay cái chứ cuộc hành trình nó cũng hơi dài rồi các bạn, nó hơn 20 phút rồi. Thì nói chung là tham quan mô hình trang trại của chú cũng muốn tham quan nhiều hơn nữa, nhưng mà quay thời gian video nó có hạn nên là mình chỉ quay được bao nhiêu đó thôi. Đó thì bán bộ mẹ con đỏ đen, kiếp đỏ đen đầu nem, thì mua lại được 2 con nghĩ ba bê bán cho chú rồi. Đó chú ủng hộ lần đời nữa là 3-4 lần rồi, tính ra cũng 6-7 con bò rồi. Đó thì vừa rồi là toàn bộ nội dung video mình chia sẻ. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi những video của mình, đã ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và theo dõi những video của mình trong thời gian qua. Mình cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn rất nhiều. Đó, mong quý vị anh chị và các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới để mình có tinh thần làm những video mới nó hay hơn. Đó, đăng ký kênh và chia sẻ những video của mình cho người thân bạn bè và ai quan tâm đến bò bê, giá cá cũng như là kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, và quan tâm đến việc mua bán và cuộc sống hàng ngày đời thường của mình trên hai kênh Bảo Tồn Vlog và kênh Tồn TV này. Rồi, bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ạ. Thì chúc tất cả quý vị anh chị và các bạn chăn nuôi thuận lợi, thành công trong một năm mới, được thật nhiều sức khỏe và thành đạt ạ. Bye.